Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Phiên tòa mẹ già tạt xăng đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra. Thưa quý vị, vụ án Võ Thị Ánh Nga đã khép lại năm 2014, nhưng mỗi lần nhắc tới, người ta không khỏi đau xót cho bà mẹ già. Ký ức pháp đình là nước mắt thẩm phán và cả công an. Con gái bất hiếu lừa mẹ để chiếm đoạt tài sản. Cụ bà Võ Thị Ánh Nga sinh năm 1940, có tổng cộng 5 người con và nhiều cháu, nhưng bà chỉ sống một mình trong căn nhà tại đường Liên Khu 1/6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Một mình nuôi 5 đứa con cho đến khi dựng vợ gả chồng. Nhưng bà vẫn không nhờ được vào đứa nào chăm sóc cho mình. Phần lớn, ngôi nhà đang ở, bà cho người ta thuê để lấy tiền sinh sống. Đồng thời cũng có người qua lại trò chuyện cùng với bà, khiến căn nhà đỡ trống vắng hơn. Tuy nhiên, đứa con gái lớn của bà là Võ Thị Ánh Hà, sinh năm 1959, dắt theo cả đại gia đình gồm chồng và 10 con về tá túc, ở nhờ nhà mẹ. Trong thời gian chung sống, hai người thường xuyên cãi nhau. Có lẽ từ lâu, người con gái đã có ý định muốn chiếm đoạt căn nhà của bà Nga. Do đó, trong một lần, chị Hà thủ thỉ với mẹ rằng muốn vay vốn ngân hàng 50 triệu để kinh doanh, mong bà Nga đi cùng mình đến văn phòng công chứng làm thủ tục. Lợi dụng bà Nga không biết chữ, phòng công chứng cũng không đọc nội dung văn bản đã ký cho bà Nguyệt nghe. Thân làm mẹ mà con cái nhờ vả, bà thương con nên tin tưởng không chút nghi ngờ. Nào đâu cái chữ ký hôm đó, bà đã chính thức giao toàn bộ tài sản của mình cho người con. Kể từ đó, chị Hà cũng không cần nhân nhượng với mẹ nữa. Mỗi lần có gì không như ý là chị Hà mắng chửi, ngược đái mẹ thật tệ. Hai mẹ con cứ liên tục khắc khẩu nhau như thế trong thời gian dài. Bà Nga cảm thấy khó mà sống hòa hợp nên yêu cầu gia đình con gái hãy rời khỏi nhà bà. Lúc này người con cũng lật bài ngửa với mẹ. Chị Hà gằn giọng nói, ngôi nhà bây giờ là tôi đứng tên, nếu phải ra khỏi đây thì người đó chính là bà. Bà Nga bị sốc trước lời nói của con gái, càng không tin sự thật. Rõ ràng bà chưa từng đồng ý sang tên nhà cho con, nên đã lên Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân để tìm hiểu và biết được chính hôm ký giấy thế chấp cho vay mà con gái nói là ngày bà bị lừa làm giấy sang tên ngôi nhà của mình cho cô con gái bất hiếu. Bà Nga đau đớn, quyết liệt phản đối, cho rằng mình đã bị lừa vì lúc ký kết bà không hề hay biết gì cả. Tuy nhiên giấy trắng mực đen đã rõ ràng, bà Nga chỉ biết nuốt đắng vào lòng. Có một lần trong lúc cãi vã với con gái, bà Nga bị con gái tiếp tục đuổi ra khỏi nhà. Bà giận bỏ nhà đi bụi 2-3 ngày mới về. Khi về đến nhà do mệt quá, bà nằm xuống chiếc ghế bố để chợp mắt một chút. Nào ngờ đứa con gái thấy mẹ về không những không vui mừng, mà còn cầm chân mẹ lôi dậy, mắng chửi té tát. Bà về đây làm gì, biến đi. Phẫn uất đến phóng hỏa đốt nhà con gái ruột. Không thể chịu đựng được sự bất hiếu và khinh thường của cô con gái. Trưa ngày 4 tháng 3 năm 2013, bà Nga tức giận không kìm được, canh lúc cả nhà đang nằm ngủ trưa, bà âm thầm đi mua 50.000 đồng xăng về đổ lên yên hai xe máy dựng trong nhà. Tiếp đến bà ngắt cầu giao điện, lấy một tờ báo châm lửa ném vào hai chiếc xe máy. Người thấy có mùi khét, cả nhà chị Hà tỉnh giấc, hô hoán nhau chạy thoát khỏi nhà an toàn. Vụ cháy đã thiêu hủy hai chiếc xe máy và nhiều tài sản trong nhà, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đứa con bé nhất của chị Hà cũng bị bỏng nặng sau đám cháy. Bà Nga sau đó cũng bỏ nhà đi mất tích, không ai tìm thấy bà đâu nữa. Sau vụ án đốt nhà, lệnh truy nã bà Nga được chuyển về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52 Công an thành phố Hồ Chí Minh và giao cho trinh sát Nguyễn Thành Công thực thi. Người trinh sát chạnh lòng vì hoàn cảnh của bị cáo già. Trong quá trình tìm kiếm bà Nga, tổ trinh sát có tra tung tích nhà các con của bà nhưng không thấy. Hóa ra bà đi bán vé số dạo để kiếm tiền, ăn bờ ngủ bụi ở khắp nơi, trên các con phố, vỉa hè, gầm cầu. Còn những đêm mưa to, bà không có nơi trú thân nên người ướt nhẹp, đứng núp ở vỉa hè cả đêm không chợp mắt. Gầm cầu thì trú được mưa nhưng nơi đó không an toàn vì là nơi nhiều tay nghiện ngập, giang hồ lui tới, sau đó bà không dám ngủ ở đó nữa. Nhiều người tội bà nên mách, buổi tối xin vào chùa ngủ nhờ, nhưng bà không chịu được sự cô quạnh nên lại tìm đến vỉa hè để ngủ, chẳng nơi đâu là nơi ở cố định của bà.
Sau một thời gian lang thang, bà may mắn gặp được một gia đình tốt bụng ở phường Bình Trị Đông A. Họ cho bà căng tấm bạt trước vỉa hè nhà để trú tạm, còn cho bà sử dụng chung nguồn nước. Trong nơi ở của bà chỉ có một túi ni lông treo vài bộ quần áo, một túi khoác treo một chiếc xoang, vài cái chén. Hình ảnh bà lão mái tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, nhỏ bé, gương mặt bà khắc khổ, bi thương khiến cho người khác phải chạnh lòng. Trình sát công kể lại, có lúc tôi nghĩ hay quay về không bắt nữa, nhưng một phần đó là nhiệm vụ, phần nữa đã có lệnh truy nã. Tôi không bắt thì người khác cũng bắt, tôi cố gắng làm cách nào để bà lão cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Đồng thời sau một hồi suy nghĩ, anh cũng chia sẻ thêm rằng, và cuối cùng tôi lại nghĩ đến việc đưa bà lão về quy án để kết cho xong tội. Phần vì ở trại giam còn không khổ sở như lang thang vỉa hè kiếm miếng ăn, cuối cùng tôi quyết định bắt bà. Người mẹ già đơn độc trong tòa án. Bà Nga từng chia sẻ sau khi đốt nhà xong bà đã bỏ đi do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không biết rằng đó là hành động vi phạm pháp luật. Bà cũng không biết mình đang bị truy nã. Khi nhìn thấy lệnh truy nã có dán hình của mình, bà đã khóc, bảo sao con gái cướp nhà lại không bắt mà lại đi bắt bà. Thậm chí bà còn la mắng định xông vào cả trinh sát. Tại phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà Nga bị kết tội, hết thảy 5 người con không một người có mặt. Chỉ mình bà ngồi bơ vơ, tội nghiệp, lắng nghe những lời phán quyết dành cho mình. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã già yếu, hành vi cũng xuất phát một phần từ lỗi của bị hại và bị hại cũng đã bãi nại nên sẽ giảm nhẹ một phần hình phạt. Tòa tuyên xử bà Nga 2 năm tù cho hưởng án treo với tội danh hủy hoại tài sản. Nghe tòa tuyên án, bà Nga rơi nước mắt vì bà không còn nơi nào để đi nữa. Con gái thì ngược đãi mẹ, các con trai đã có gia đình riêng nên bà không thể ở cùng được. Bây giờ được thả, tôi không biết phải ở nhờ nhà ai đây, bà nói trong nước mắt. Chẳng ai biết rồi cuối cùng bà sẽ ở đâu, chỉ biết hơn 2 năm sau khi vụ án xảy ra, ngôi nhà cũ của bà đã được người con gái xây lên 2 lầu khang trang, còn người mẹ già yếu gần đất xa trời vẫn phải bán vé số lang thang khắp nơi. Rút phim Little Women xuyên tạc lịch sử Việt Nam, chuyện chưa dừng lại. Thưa quý vị thân mến, vừa qua Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Little Women, Ba chị em khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam vì những phân đoạn xuyên tạc trắng trợn lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Điện ảnh bao giờ cũng cần đến hiện thực lịch sử như một chất men gắn kết với đời sống nghệ thuật đầy mộng ảo với thế giới khách quan vốn rất trần tục đến không ngờ. Nhưng lịch sử chưa bao giờ thực sự cần đến điện ảnh để nói hộ lòng mình. Sự thật lịch sử chính là chân lý. Hàng triệu người Việt đang ngã xuống, có những người còn rất trẻ, cũng là một chân lý. Mà đã là chân lý thì kể cả điện ảnh có cố tình nói khác đi, dưới lăng kính của người làm nghệ thuật đều không thể chấp nhận được. Bộ phim Ba chị em, một bộ phim thu hút đông đảo khán giả đại chúng thời gian qua, là một trong số những tác phẩm điện ảnh mang đầy định kiến kiểu như vậy. Đó là định kiến về người Việt, về lịch sử của cả một dân tộc đã đánh đổi máu xương để có hòa bình, đã rơi bao nhiêu lần nước mắt để giành lấy độc lập. Về tình hay về lý thì hành động lợi dụng điện ảnh để tâng bốc một đối tượng nào đó và phủ nhận mất mát của một đối tượng khác đã là điều không thể hoan nghênh trong một thế giới cởi mở hợp tác. Do đó quyết định của cơ quan chức năng Việt Nam vừa qua nhận được không ít sự đồng tình từ đại chúng. Và phía nhà sản xuất bộ phim này đã xin lỗi sau khi phim bị Netflix gỡ bỏ. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Đồng ý rằng cơ quan chức năng đã vào cuộc và tỏ rõ quyết tâm chấn chỉnh. Nhưng có vẻ như sự vào cuộc này là khá trễ vì sự vụ đã nổi lên gần 2 tuần nay. Khi bộ phim đã được công chiếu đến tập 8 với số lượng rating cao ngất ngường, khi cộng đồng mạng vào cuộc chỉ ra những sai lệch về quan điểm, cơ quan chức năng mới lên tiếng. Điều đó cho thấy một thực tế, công tác quản lý thực sự chưa hoạt động hiệu quả. Để tình trạng tương tự không có cơ hội xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống văn hóa, nghệ thuật của nước nhà, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần thứ nhất là hoàn thiện cơ chế định chế cho ngành kiểm duyệt ở Việt Nam, khung pháp lý hữu hiệu bao quát nhiều vấn đề có thể phát sinh do đặc thù của sáng tạo nghệ thuật là phương án đầu tiên và có lẽ cũng là quan trọng nhất khi chúng ta muốn có một môi trường điện ảnh trong lành và bổ ích. Thứ hai là hỗ trợ đầu tư một cách bài bản, có hệ thống cho từng khán giả trở thành những kiểm duyệt viên chất lượng, cũng là một cách khác giúp cho ngành kiểm duyệt nước nhà thêm khởi sắc. Sự vụ vừa qua là một minh chứng cho tinh thần yêu nước dám lên tiếng của số đông quần chúng trước một sản phẩm nghệ thuật đầy định kiến đến từ xứ sở kim chi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta xem thường bỏ qua công tác giáo dục quần chúng, bởi thường lắm nghệ thuật cũng là một loại kỹ năng cần được rèn rũa.
cần phải tiếp tục mở rộng giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ phát triển kỹ năng này trong nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Những gợi ý này có thể thực tế hoặc không, tuy nhiên chúng đều xuất phát từ mong mỏi quốc gia có một môi trường nghệ thuật tích cực, lành mạnh. Để không một ai hiểu sai về lịch sử dân tộc, để máu xương các anh hùng đã ngã xuống vẹn nguyên ý nghĩa thuở nào, chúng ta tuyệt đối không thể im lặng làm ngơ trước cái nhìn sai lệch, thiên lệch của điện ảnh nước ngoài. Và để những sự vụ tương tự không có cơ hội xảy ra, ngành kiểm duyệt cần phải đi vào thực chất. Chủ tịch chứng khoán Tân Việt Nguyễn Tiến Thành đột ngột qua đời. Thưa quý vị, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, viết tắt là TVSI, công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Tiến Thành đột ngột qua đời vào ngày 6 tháng 10. Ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1973 tại Hải Dương và cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị TVSI từ tháng 5 2019. Trước đó, ông giữ chức Tổng Giám đốc của công ty này từ đầu năm 2016. Ngoài ra, ông Thành còn là thành viên của Hội đồng Quản trị độc lập của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCBank từ tháng 4 năm 2017. Năm 1994, ông từng giữ chức trưởng phòng kế toán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ông Thành có bằng thạc sĩ quản lý phát triển của một trường nổi tiếng tại Philippines và cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại chứng khoán Tân Việt, ông Thành sở hữu hơn 8,7 triệu cổ phần, tương đương với 3,31% vốn. Chiều ngày 7 tháng 10, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt cũng đã công bố thông tin bất thường về việc bầu ông Nguyễn Việt Cường, thành viên hội đồng quản trị công ty, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 7 tháng 10, thay cho ông Nguyễn Tiến Thành vừa qua đời. Ông Nguyễn Việt Cường là một trong ba lãnh đạo sở hữu lượng cổ phần lớn nhất tại chứng khoán Tân Việt. Ông Nguyễn Việt Cường nắm giữ 0,41% cổ phần tại công ty này, xếp sau ông Nguyễn Tiến Thành là 3,31% và Bùi Thị Thanh Hiền, thành viên hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng là 2,49%. Công ty được thành lập vào tháng 12 năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng. Sau 6 lần tăng vốn, hiện công ty có vốn điều lệ lên 2.639 tỷ đồng. Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt thành lập năm 2006 và khá nổi thời kỳ đầu. Công ty này tập trung tại các mảng cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính cho khách hàng giao dịch chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. Công ty tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu và tham gia tư vấn nhiều hoạt động liên quan đến tư vấn phát hành trái phiếu. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận 275 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước.